Trong ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái quả địa cầu mô phỏng 3D ở trên chương trình Illustrator. Và trong bài này thì chúng ta sẽ sử dụng các công cụ hết sức là đơn giản là vẽ các hình cơ bản, ví dụ như là hình ellipse, hình chữ nhật bo tròn góc và có liên quan một chút tới hiệu ứng 3D, một chút tới cách tạo symbol. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện thử cái mục tiêu đề ra là tạo một cái quả địa cầu bằng Illustrator. Đầu tiên thì chúng ta chọn công cụ Ellipse giữa sheet để chúng ta sẽ vẽ ra một cái đối tượng hình tròn. Các bạn có thể vẽ trực tiếp, các bạn có thể nhập cái tham số vào như sau. Nếu các bạn nhập tham số thì các bạn có như thế này, chọn công cụ kích chuột và tạo ra một cái tham số như sau. Chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Sau đó thì chúng ta sẽ tạo tiếp một cái hình sẽ giảm cái đường viền xuống một chút cho nó mạnh, cho nó dễ nhìn. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành tiếp. Ở đây thì chúng ta cần phải chọn các cái đối tượng và hủy bỏ cái đường viền này đi, hủy bỏ cái tô bề mặt. Sau đó thì chúng ta sẽ thiết lập màu cho cái đường viền này là màu xanh. Tiếp theo thì chúng ta sẽ chọn công cụ Direct Selection, bấm vào cái hình ellipse. Sau đó thì chọn hai điểm điều khiển ở đỉnh và ở đáy của đối tượng. Sau khi chọn xong các cái điểm điều khiển đó thì chúng ta sẽ bấm vào nút Cut Path để tách đôi cái điểm điều khiển này ra. Sau khi chúng ta tách ra thì cái hình ellipse chúng ta vừa tạo đã được tách thành hai nửa và chúng ta sẽ xóa bớt một phần đi. Đến đây thì chúng ta sẽ chọn cả hai cái đối tượng này và chúng ta group lại bằng cách vào Object, chọn lệnh group hoặc là nhấn phím Ctrl G để đưa nó về thành một thể thống nhất. Sau khi mà chúng ta có được cái group này rồi thì chúng ta bắt đầu tạo hình cho cái đối tượng này trở thành cái hình trái đất bằng cách là vào menu Effect. Trong menu Effect chúng ta vào phần 3D và chọn Revolve. Khi hộp thoại Revolve mở ra thì chúng ta phải nhấn Preview để quan sát cái cách mà cái đối tượng này đã được tạo thành cái hình trái đất. Với cái mô hình này thì các bạn có thể đưa chuột trực tiếp vào trong cái đối tượng và chúng ta sẽ cho nó nghiêng được một góc độ trông cho nó giống với lại cái mô hình trái đất. Sau khi mà chúng ta đưa được cái đối tượng như thế này xong, nhấp OK. Và bây giờ thì chúng ta sẽ làm cho nó trở nên sinh động hơn bằng cách là ép một cái symbol vào đây. Symbol đó là symbol hình trái đất. Thế để thực hiện thì chúng ta sẽ cần phải có một cái hình bản đồ với các châu lục. Thì chúng ta sẽ tìm hoặc là các bạn vẽ ra hoặc là các bạn sẽ tải bằng cách là từ khóa là map plus vector chẳng hạn ở trên Google, tải xuống và sau đó thì các bạn sẽ mở vào trong Illustrator. Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái cái logo đó, cái bản đồ đó. Bây giờ open và chúng ta sẽ tìm cái bản đồ. Sau khi mà mở bản đồ ra thì chúng ta sẽ có bản đồ như thế này. Đầu tiên thì chúng ta cần phải tháo gỡ nó ra. Có lẽ là chúng ta copy luôn và chúng ta đưa sang bên này, đã vào đây. Sau khi các bạn có được cái bản đồ thì chúng ta sẽ thu nhỏ lại bằng cách giữ Shift Alt và
kéo cái điểm điều khiển ở góc để chúng ta thu nhỏ lại. Đã có được bản đồ rồi thì chúng ta sẽ tiến hành convert nó thành một cái symbol. Thao tác này thì rất là dễ, chúng ta chỉ cần mở cửa sổ symbol, sau đó thì các bạn giữ cái đối tượng này vẫn đang được chọn và các bạn bấm vào biểu tượng trang giấy có tên là new symbol ở đây, và các bạn đặt tên cho nó là map. Ok, sau khi chúng ta làm xong thì cái đối tượng của chúng ta đã được biến thành một symbol và chui vào cái số symbol chính này. Và đến đây thì chúng ta sẽ thao tác tiếp bằng cách là chọn đối tượng 3D mà vừa mới tạo, và sau đó thì các bạn vào trong cái panel appearance này. Ở trong appearance này thì nó sẽ khai báo về các cái thuộc tính liên quan tới đối tượng, và chúng ta sẽ tìm thấy cái hiệu ứng 3D revolve được liệt kê ở đây. Bằng cách bấm vào đây thì chúng ta sẽ gọi lại cái cửa sổ và chúng ta nhấp preview để quan sát cái đối tượng này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nhấn map art để chúng ta mở cái cửa sổ này ra, và trong map art này thì các bạn sẽ sổ danh sách symbol này và các bạn tìm tới cái symbol map. Sau khi mà chọn thì chúng ta sẽ kéo và đặt nó vào cái vị trí thích hợp ở trong cái map này. Các bạn để ý là đối với cái mặt mà đang được chọn thì nó bao giờ nó cũng sẽ hiện lên một cái hệ thống cái đường lưới màu đỏ này để thông báo cho chúng ta biết rất là rõ là cái map này nó sẽ được gắn vào thành phần nào trong cái đối tượng mà chúng ta đang xử lý. Và sau khi mà chọn ghép cái đối tượng vào đây thì các bạn xem thêm, đánh dấu thêm tôi một cái phần là share artwork. Cái này nó sẽ giúp cho cái hình khối của chúng ta nó sẽ phù hợp hơn, bởi vì nó sẽ đưa luôn cả cái phần hiệu ứng ánh sáng vào trong cái map mà chúng ta vừa mới ghép vào. Và bằng cách như thế này thì chúng ta đánh dấu vào đây và nhấp OK. Cuối cùng thì OK thêm một lần nữa để đóng cái cửa sổ này lại. Và kết quả là các bạn nhìn thấy chúng ta đã có một cái quả địa cầu được xây dựng rất là nhanh, đơn giản bằng cái công cụ Illustrator. Tất cả đều được hiện ở trên nền tảng là 2D nhưng mà được giả lập thành 3D, và chúng ta rất là nhanh, chúng ta đã có thể tạo được một cái hình quả địa cầu 3D bằng một vài công cụ và hiệu ứng rất là đơn giản ở trong Illustrator.